Bên cạnh tôi là chiếc SH1 2020. Sau một quãng thời gian dài không nhận được những sự nâng cấp và cải tiến thì hôm nay Honda Việt Nam đã giới thiệu cái phiên bản mới của chiếc SH1. So với cả cái đời xe cũ thì SH1 mới đã được nâng cấp về mặt thiết kế, về tính năng sử dụng cũng như là về động cơ. Trước hết là về thiết kế, bây giờ phần đầu xe với yếm cũng như là đèn pha phía trước thì nó đã rất là giống với cả cái thế hệ SH hiện tại. Vẫn là đèn pha, bây giờ đã là đèn pha LED toàn bộ rồi và nó có kiểu chia cái giải LED định vị chia hai tầng như thế này. Ở phía dưới phần yếm thì cũng có một cái khu vực LED định vị ở đây và nó có dạng mà Honda gọi là nó tương tự như những cái mẫu dây chuyền trang sức. Tiếp đến thì chúng ta đi đến với cả phần thân cũng như là phần đuôi xe. Bây giờ phần thân của chiếc SH1 nó đã góc cạnh và nó nhìn nó có vẻ khỏe khoắn hơn một chút so với cả những cái đường nét mềm mại của thế hệ trước. Và ở phía đuôi xe ở đây thì cái họa tiết ở cụm đèn hậu ở phía đuôi xe Honda cũng đã thiết kế lại. Về mặt tính năng thì SH1 mới đã được bổ sung một số tính năng mà các đối thủ cùng phân khúc của xe, ví dụ như là Piaggio Liberty, cũng đã có được từ rất lâu rồi. Đó là cái bảng đồng hồ này, thì bây giờ cái bảng đồng hồ nó vẫn là dạng bảng đồng hồ kim số analog thôi, nhưng mà nó đã có thêm một cái màn hình LCD hiển thị thông tin ở phía dưới. Và bên cạnh đó thì ở cái hốc để đồ đằng trước này cũng đã có thêm một cái cổng sạc dành cho điện thoại. Ngoài ra Honda cho biết là cái khoảng để chân ở phía dưới cũng như là không gian cốp đã được họ mở rộng thêm một đôi chút. Tuy nhiên thì đối với cả khi mà tôi trải nghiệm thực tế ở đây thì cái khoảng để chân này nó cũng không rộng rãi hơn quá nhiều so với cả cái thế hệ SH1 cũ. Và tương tự thì cái không gian cốp ở đây cũng vậy, không gian cốp Honda nói là đã rộng rãi hơn, không có con số cụ thể. Tuy nhiên là như tôi nhìn ở đây thì không gian cốp của SH1 nó vẫn rất là khiêm tốn. Nếu như thế SH mới đã chuyển cái bình xăng từ đằng sau ra đằng trước để lấy diện tích cho không gian cốp, thì với SH1 mới nó không gian cốp nó vẫn tương đối khiêm tốn thôi, và nó chỉ phù hợp để tầm khoảng một chiếc mũ 3/4 cùng một số vật dụng nữa thôi. Bên cạnh những tính năng nó nâng cấp và bổ sung thì SH1 mới vẫn giữ lại những cái tính năng mà bây giờ nó đã khá là phổ biến ở trên những cái dòng xe ga rồi. Đó là tính năng dừng động cơ tạm thời này, chúng ta vẫn có chìa khóa thông minh, và cũng như là chúng ta vẫn có phiên bản với hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở đây. Về mặt vận hành thì Honda cho biết là họ đã có những cái cải tiến về cả động cơ và khung xe. Trong đó thì cái khung xe của SH1 mới nó là khung xe được dập hàn laser, và theo Honda cho biết thì đây là cái mẫu xe tay ga đầu tiên tại Việt Nam được trang bị cái khung xe này. Và cái khung xe này thì nó giúp cho chiếc xe vận hành êm ái hơn. Cùng với đó là thế hệ động cơ mới, cái động cơ mới ở đây là động cơ ESP cộng 4 van. Và theo như những thông tin từ Honda thì động cơ mới này cùng với cả cái khung xe mới sẽ giúp cho xe vận hành được êm ái hơn. Cảm nhận ban đầu của tôi khi ngồi trên chiếc SH1 mới đó là xe vận hành khá là mượt mà, và cái độ vọt của nó có vẻ như là đã tốt hơn so với cả cái thế hệ cũ. Bên cạnh đó thì theo như Honda nói là chỗ để chân đã được cải thiện, và như tôi thấy ở đây thì với một người là nam giới cao 1m7 như tôi thì ngồi trên chiếc xe này khá là thoải mái. Chỗ để chân thoải mái, tư thế ngồi cũng rất thoải mái, và xe tỏ ra là rất dễ dàng trong việc điều khiển. Đặt cạnh Honda SH, SH1 phù hợp hơn với số đông người dùng nữ giới. SH1 2020 có giá bán tăng nhẹ so với thế hệ cũ, 53,9 triệu cho bản dùng phanh CBS. Bản ABS có giá 57,9 hoặc 59 triệu đồng.